từ ngày 18 tháng 1, tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Thái Bình, Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia, chủ đầu tư dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã triển khai thi công đồng loạt nhiều hạng mục. Không khí thi công dự án đang diễn ra khẩn trương sôi nổi. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ đầu tư, các đơn vị được giao triển khai dự án và các nhà thầu thi công đã tích cực chủ động liên hệ, làm việc với chính quyền địa phương các cấp có đường dây đi qua, tận dụng nguồn lực tại địa phương nhằm thực hiện công tác bốn tại chỗ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đến thời điểm này, công tác bàn giao mặt bằng vị trí móng cột đường dây 500 kV mạch 3 ra Bắc đã đạt 100% và đang triển khai thi công toàn bộ 1.177 vị trí móng cột trên toàn tuyến. Tuy nhiên, tại một số vị trí còn vướng khi mượn đất thi công đền bù giải phóng mặt bằng, đường dây 500 kV mạch 3 được đánh giá là dự án rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phải hoàn thành trong tháng 6 năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương cần chung tay huy động mọi nguồn lực để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đảm bảo chất lượng dự án trọng điểm quốc gia này